Vân Châu em cho khách uống tran Samin 250 ngày 2 viên, thế thì là thành 500, em cho uống 3 viên em ơi, 750 ấy, nghĩa liều của nó là 750, uống 2 viên là bị thiếu liều. Như mà tiêm tran tran Samin trực tiếp, mình tiêm mỗi bên má 0,4 mu, không mix, em nguyên chất luôn như thế có được không? Không được. Thứ nhất là em cho uống ấy thì em phải uống là 750 mg trên ngày, em cho uống 250 mà 2 viên là nó bị thiếu liều. Cái thứ hai nữa là cái tranexamin ấy mà cái nồng độ của nó là 250 mg trên 5 ml. Thế thì để mà cái tiêm của nó ấy, nó chỉ được phép tiêm một cái nồng độ nó rơi vào tầm khoảng cỡ 4 mg trên 1 ml, tức là nó phải loãng gấp tầm khoảng cỡ hơn 10 lần gì đấy. Mà em dùng nguyên chất em tiêm là nó không được rồi. Nó phải pha ra chứ. Lên trên mạng PubMed mà tìm những cái bài viết nó nói về cái tranexamic acid ấy, thì nó cái nồng độ của nó là 4 mg trên 1 ml, chứ bây giờ mà đừng có tiêm cả như thế, nó sẽ bị quá liều đấy. Trước khi mình làm cái gì mình tìm hiểu thật kỹ nó nhỉ. Em chào thầy ạ. Văn Lê, ok chào em. Bác sĩ cho em hỏi sau khi bong mà bị tăng sắc tố thì xử lý như thế nào? Vừa mới nói trên xong Thảo Nguyên nhá, lăn kim ức chế sắc tố kết hợp với chống nắng, kết hợp với uống sản phẩm ức chế sắc tố, đừng có pill tiếp nữa, cũng không bắn laser tiếp nữa. Hương Nguyễn, nếu như sử dụng bắn than hoạt tính trong điều trị mụn thì mình nặn mụn xong bắn than hoạt tính hay bắn rồi mới nặn? Bắn rồi mới nặn nha, đừng có nặn xong mà bắn. Nặn xong mà bắn rồi bôi than lên thì nó bị nhiễm khuẩn từ than nó đi vào trong mụn đấy. Em phải bắn xong rồi mới nặn, bắn xong làm sạch hết rồi mới mặn nặn. Da hay đổ dầu thì dùng cái gì được ạ? À? Da hay đổ dầu thì có thể dùng cái acid salicylic cho peel ở trên bề mặt đấy thì nó sẽ kiểm soát dầu. Có thể là dùng cái retinol cũng có thể là kiểm soát dầu, tùy từng mức độ dầu. Shiba Akita, bạn này vẫn hỏi 4 lần rồi. Retinol 0,1% chứ không phải là retinol 1%. Retinol em thấy có 3 nồng độ, 0,025, 0,05 và 0,1%. Em dùng loại 0,1 là cao nhất đó. Nó vẫn có cái nồng độ cao hơn nha em. Nó có retinol, nhiều sản phẩm nó có retinol nồng độ cao hơn nữa mà. Yuki Nguyễn TV, ai anh nuôi chuyện vui quá. Cảm ơn. Em chào thầy, thầy ơi đèn UV soi da mua ở đâu thì chuẩn nhất ạ? Ra nó cái đèn UV nó dễ thôi. Một là có thể lên Google mà tìm, hai là có thể là liên hệ với bác sĩ Linh. Mình toàn mua đèn UV để mình tặng cho học viên mà, thì không biết là còn thừa hay không ấy. Mỗi lần mình mua tầm khoảng 40-50 cái một lúc để mình tặng cho học viên, vì các bạn học viên sau khi học ấy thì mình sẽ tặng cái đèn đấy. Thế thì nếu như mà em có thể là hỏi bác sĩ Linh xem mà còn ấy thì có thể là nhờ nhờ bạn ấy lấy cho vào cái page, cái đường link page Facebook ấy, vào trong đấy hỏi, trong đấy nhắn inbox vào trong đấy thì mình sẽ bảo mấy bạn 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 vào trong đấy bạn trả lời cho. Nó rơi tầm khoảng có 1 triệu, không biết tầm khoảng khoảng 1,5 triệu một cái hay sao ấy, hình như thế không nhớ lắm. Tình Nguyễn, thầy ơi sách thầy không bán thì tặng cho em với, tích vào cái đường link Dr. Ngọc kia kìa, trong cái page Dr. Ngọc ấy, trong đấy nó có sách. Dạ em không hỏi nữa thì bác sĩ khỏi méo mồm hí hí. Tình Nguyễn, thầy ơi thầy có sản phẩm trị nám không, không chuyển chuyên dọa cho em với. Không hiểu cái từ chuyên dọa là cái từ gì, nhưng mà mình có cái sản phẩm của mình chính là cái tranexamic acid 4 mg trên ml thôi, nhưng mà cái sản phẩm đấy mình dùng để mình lăn kim, nhưng mà mình không 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 bán, bởi vì mọi người muốn dùng cái sản phẩm đấy hiệu quả nó phải cái phác đồ nó phải đúng thì nó mới hiệu quả, phác đồ mà không đúng thì sản phẩm trời nó cũng không hiệu quả. Nhiều khi cho cái sản phẩm đấy vào trong ngoài lăn kim mà lăn sai kỹ thuật nó còn bị tăng sắc tố ấy. Đấy là lý do tại sao mình không bán ra ngoài, vì nhiều khi bán xong ấy, mọi người làm xong nó bị tăng sắc tố là cứ bảo sản phẩm này sản phẩm kia. Nên là một số các bạn học viên của mình ấy, các bạn ấy làm mà các bạn học xong bạn làm có quy trình các bạn làm đấy thì mình sẽ để lại cho các bạn đấy. Sản đấy là sản phẩm đấy là sản phẩm công thức của mình có độc quyền cái sản phẩm đấy, nhưng không bán ra ngoài. Nó không đắt lắm, nó khá là rẻ, dùng mình dùng toàn dùng cái đấy thôi. Hòa Mimi, dùng đèn led trong điều trị mụn dùng như thế nào? Đèn led đèn như thế nào nữa cơ? Cái việc mà cái từ đèn led của em nói ấy, nó là trong cái việc mà điều trị mụn thì ánh sáng chúng ta gọi là ánh sáng sinh học, thì cái ánh sáng sinh học ấy nó sẽ là cái bước sóng 4 5 6 10 nó điều trị mụn. Thì có thể là cái đèn led nó điều trị mụn này, hay là cái đèn omega nó điều trị mụn này, hay là cái đèn 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 đèn, đèn trùm này nó điều trị mụn này, hay là PDT này, thì nó cũng là dạng giống nhau cả, nhưng nó sẽ khác nhau ở cái mức độ năng lượng của từng cái, nó khác nhau.
thì nếu như mà cái đèn mà đèn mà theo kiểu giống như đèn PDT, mình có một cái đèn PDT đấy chẳng hạn, thì năng lượng nó rất là cao, điều trị rất là tốt. Nhưng mà đối với cái mấy cái mặt nạ đèn LED hay là những cái Omega ấy, năng lượng nó thấp thì hiệu quả nó sẽ kém hơn. Nhưng mà để mà em điều trị cho nó tăng cái hiệu quả lên ấy, thì em nên dùng thêm cái ALA nữa. Em có thể là lên trên Google em gõ từ PDT ALA thì em sẽ biết được cái tác dụng ALA như thế nào. Hiện tại là mình chủ yếu mình dùng thêm cái ALA nữa mình điều trị. Có ALA nó điều trị nó rất là hiệu quả. Nguyễn Thị Mỹ Duyên, thế ơi, PRP có nơi họ dạy không nên mix các sản phẩm khác sau khi hoạt hóa vì sẽ làm giảm hiệu quả của PRP. À, có cái em có thể là lên trên PubMed. PubMed là thư viện y tế của quốc tế. Thì khi mà em lên PubMed em có thể là gõ cái việc mà giữa mix PRP với HA thì cái đấy nó sẽ làm cho cái hiệu quả của PRP với HA sẽ được tăng lên. Thì nó sẽ có cái việc mà mix cùng với HA. Tất cả những cái phương pháp mình làm đều có cơ sở khoa học, mình đều học từ một số các thầy, mình đọc từ những cái bài báo hay những là cái những cái thư viện, những cái nghiên cứu trong sách, và mình bắt đầu mình áp dụng, mình thử nghiệm và mình thấy hiệu quả thì mình bắt đầu mình đã làm trên thực tế. Và tất cả những cái này nó đều có hiệu quả thực sự chứ không phải là mình tự mình bịa ra. À, và nó có hiệu quả rõ ràng luôn, khi mà mình mix vào hiệu quả cao hơn rất nhiều so với dùng đơn thuần. Nên là em cứ mix HA nó sẽ có hiệu quả. Thầy ơi cho em địa chỉ mua máy PRP. Nó là máy ly tâm nhưng không phải máy PRP, em nó đầy mà mua ở đâu chả được. Hoặc là có thể là inbox vào trong cái page Dr. Ngọc ấy. Thầy dạy các cách pha Dynamic ngay trên đây đi ạ. Em đang không biết phải pha như này. Đây con uống đây đi. Con uống đi vào để bố mình làm việc tiếp. Nhạc free, em lên trên cái PubMed nha. PubMed là thư viện y tế của quốc tế, để gõ cái từ PubMed này, PubMed, xong đó thì em gõ cái từ treatment melasma tranexamic acid thì nó sẽ ra cái bài đấy. Cái bài đấy nó dạy nó khá là khó ấy. Mình không nhớ công thức nữa, mình chỉ biết là 4 mg trên 1 ml thì nó pha không không nhớ như thế nào để pha đâu, phải ngồi phải tính ra cơ, tính cộng trừ nhân chia cái gì đấy. Hôm đấy mình nhớ mình ngồi mình làm mất một buổi nó mới ra được cái nồng độ đấy. Thế thì một là em có thể lên trên cái thư viện PubMed đấy, hoặc là em về em ngồi em tính lại, ví dụ như là 250 mg trên 5 ml thì nó sẽ tương đương với bao nhiêu, sau đó thì để ra được 4 mg trên 1 ml thì sẽ phải pha với nồng độ bao nhiêu, thì nó sẽ theo kiểu nhân chéo kiểu như thế. Bây giờ bảo ngồi mình không nhớ được cái đấy đâu. Để có data chi phí cao không thầy? Thảo Nguyên để có data chả cao gì cả. Hiện tại có 74 người đang xem này, thì 74 người đấy chính là data của mình, chỉ ngồi chia sẻ này thôi, có ai hỏi gì trả lời đấy thì đấy chính là data. Từ nãy có mọi người có thấy là rất là nhiều người hỏi về khóa học không, có người hỏi về sản phẩm không, đấy mà đấy chính là mình bán hàng, đơn giản chỉ thế thôi. Thế thì cái việc mà cái để mà em có data ấy, em phải giúp gì cho cái data đấy, em phải giải quyết được vấn đề gì cho data đấy, thì lúc đấy em sẽ có data. Thì đơn giản nhất kinh doanh là mình đi giúp đỡ người khác thôi mà. Em sẽ tạo ra một cái data, đấy mình sẽ phải đưa cái data đấy nó vào trong một cái nhóm nào đấy, trong đó thì mình sẽ xem người ta đang có vấn đề gì và mình giải quyết cho người ta. Và khi mình giải quyết cho người ta và người ta có kết quả rồi, người ta tin mình rồi, thì lúc đấy thì khi mà người ta bắt đầu người ta phát sinh một cái vấn đề gì đấy, một cái nhu cầu gì đấy, thì lúc đấy người ta sẽ hỏi mình và lúc đấy mình sẽ bán hàng. Đơn giản kinh doanh nó chỉ có thế thôi. Thì cái việc mà em muốn có data ấy, cái chi phí của nó ấy, quan trọng nhất là em phải giải quyết được cho người ta chứ không phải là chi phí bao nhiêu. Giải quyết được nhiều thì ví dụ như mình chả mất chi phí gì cả. Thầy có dạy về marketing cho spa không? Có, ở Hà Nội vào ngày 14, 15. Đăng ký nhanh mà hình như là cái suất nhanh nó bị hết rồi. Cái suất nhanh nó là 680.000 nhưng bây giờ quá cái số lượng đấy rồi thì nó là 1.680.000 học trong 2 ngày. Nhưng mọi người cứ học đi, học nếu như cảm thấy không hay gì đấy trả lại hoàn toàn tiền luôn. Bởi vì mình đi học hết tầm 600 triệu về cái lớp đấy rồi ấy. Học 600 triệu trong vòng 1 năm, xong đó thì không phải 600 hơn 600 triệu trong vòng 1 năm, xong đó thì bắt đầu về làm trong vòng 3 năm trải nghiệm và rốt cuộc mới bắt đầu mới ra được kết quả. Và bây giờ dạy lại cho mọi người với cái mức giá là 1.680.000 thì cứ đi học đi, nếu mà không thấy không hay thì trả lại tiền. Vào ngày 14 15 đăng ký sớm ấy trên page ấy. Thầy ơi, thầy có thể chỉ cách view ra tại nhà không? Hoặc cách của thầy có thể viết về vấn đề này, hoặc sách của thầy viết về vấn đề này không? Ok, sẽ đưa ra một cái nội dung để sắp tới sẽ viết sách. Nhưng mà đại loại là em muốn view da tại nhà ấy, thì em phải dùng cái acid nó có nồng độ thấp thì nó mới view tại nhà được. Ví dụ như một số những cái sản phẩm mà em có thể view tại nhà, chẳng hạn như là acid glycolic hoặc là acid lactic. Acid glycolic view tại cơ sở thì nó rộng tầm khoảng cái 70%,
thì em có thể là dùng tại nhà với cái nồng độ nó rơi tầm khoảng 30-40% thì em có thể lưu tại nhà được. Thì mình có thể là mình sẽ viết thêm một cái quyển sách, sắp tới mình đang dự kiến mình viết thêm quyển sách về nám. Mình có thể là follow cái page Dr. Ngọc ấy, vì mình chỉ thích viết sách và tặng thôi, mình không bán. Mình viết xong mình tặng lên trên đấy, bởi vì khi mà tặng xong được mọi người cảm ơn sướng. Thế thì cứ viết xong tặng thôi, đọc xong nó thì viết, xong nó thì đi tặng. Nên là mọi người follow trên đấy, mình sẽ tặng ở trên cái page Dr. Ngọc ấy. Thỉnh thoảng mình sẽ live stream trên này, thì ai mà chưa 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 đăng ký kênh, chưa sub kênh ấy, thì đăng ký sub cái kênh này, bấm vào cái nút đăng ký kênh ấy. Thế thì lúc nào mà mình live stream thì lên trên đấy. Đâu rồi, câu hỏi nào nữa nữa? Bí quyết giảm cân nông đoan. Em bị lên mụn máu, mụn nặn ra toàn máu với ít mụn rồi nó thành sẹo rỗ. Em phải làm sao? Thì đầu tiên mà xử lý cái mụn đấy đi. Thực ra nó là trạng mụn bọc thôi mà. Điều trị giống như điều trị mụn này. Xong đó thì thành sẹo rỗ thì lại điều trị sẹo rỗ. Thì lên trên YouTube gõ từ điều trị mụn Dr. Ngọc và điều trị sẹo Dr. Ngọc thì nó lại ra cái video đấy. Nói chung bất kể một cái câu hỏi gì của mọi người trên YouTube của mình đều có hết 140 mấy cái video cơ mà. Cái gì nó chẳng có, tất cả câu hỏi mọi người đều có trên đấy cả. Nhưng mà vậy để trả lời mỗi cái mụn với cái sẹo nó mất nhiều thời gian quá. Thời ơi, em học tiêm filler xong không kiếm được khách hàng thầy ơi, làm như nào để có doanh số vậy thầy? Em có phải là bác sĩ không? Nếu em không phải là bác sĩ thì tốt nhất đừng có làm, bởi vì nó tai biến xong nó mất cả nghề của em ấy. Vì tiêm filler nó rất là nhiều tai biến, đừng có. Nói chung là có rất nhiều cách để em có thể kiếm tiền. Nếu như mà em là bác sĩ thì ok, em có thể là inbox câu hỏi lại, anh sẽ trả lời cho em cách để em có thể là kiếm tiền từ filler. Còn nếu như em không phải là bác sĩ, em chỉ là một người chủ spa chẳng hạn, thì theo một lời khuyên của anh là em dừng lại, không nên tiêm filler cho khách hàng, bởi vì nó quá nhiều tai biến nhỉ. Một trong những cái tai biến mà khi mà chúng ta tiêm filler vào ấy, nó sẽ đi vào trong cái động mạch của mắt ở cái vùng này này, nó dẫn đến tình trạng nó bị mù mắt. Cái thứ hai, khi mà chúng ta tiêm ở vùng hai bên này này, nó có thể nó chèn ép vào những cái đầu cái mạch máu ở cái vùng mũi, nó dẫn đến hoại tử ở vùng mũi. Cái thứ ba lại, khi mà chúng ta tiêm ở cái vùng này nữa, nó chèn ép ở cái vùng này, nó hoại tử toàn bộ cái vùng này. Nên là chưa kể mà cái filler đấy nó đi vào trong cái động mạch ấy và nó di chuyển. Có một cái trường hợp nó được báo cáo ấy là cái filler khi mà tiêm vào trong cái mạch tiêm vào trong tĩnh mạch, và sau đó ở cái tĩnh mạch ở trên mặt này này nó không ảnh hưởng gì cả, nhưng mà sau đó nó di chuyển dần xuống ở chỗ tĩnh mạch vành nuôi tim, ở chỗ động mạch vành nuôi tim. Thì khi mà nó vào đến động mạch vành nuôi tim thì nó bị tắc ở đấy, và khi bị tắc ở đấy thì dẫn đến cái việc mà bị nhồi máu cơ tim và bị tử vong cái ca đấy. Thế thì cái tai biến của filler nó cực kỳ nguy hiểm, nên là nếu như em không phải là bác sĩ thì cái câu trả lời của anh là đừng có làm nữa. Còn nếu mà bác sĩ thì lát nữa sẽ hướng dẫn cho cách để mà làm sao mà tăng doanh số của tiêm filler. Thầy ơi, khi tiêm PRP vào vùng bọng mắt có nguy cơ bị vào động mạch máu ở mắt gây những tai biến không ạ? Hoặc gần mũi ạ? Có. Tiêm vào đâu nó cũng có nguy cơ cả. Nhưng nó sẽ có một cái này, cái PRP nó là cái huyết tương nhỏ tiểu cầu, nó lấy từ trong máu ra. Nên khi mà chúng ta có tiêm lại vào trong máu thì nó cũng chả sao cả. Còn cái việc mà mình tiêm vào máu là nó có nguy cơ vào hết, tất cả nó đều có nguy cơ. Thì cái khi mà chúng ta tiêm này, chúng ta hạn chế cái nguy cơ ấy, thì em có thể dùng cái kim canula. Thì canula nó là cái kim cùn, thì nó sẽ hạn chế cái việc vào trong cái mạch máu đấy. Cái thứ hai nữa là khi mà vào thì nó không ảnh hưởng, không sợ. Hiệp Huệ, thầy ơi, bên thầy có nhận truyền trắng không? Không, hiện tại không làm truyền trắng. Huỳnh Hữu Đào, tôi là nữ, năm nay 52 tuổi, ok chào cô. Bị nám lâu năm, tôi thấy có hãng mỹ phẩm tên Obagi có bán hydroquinone 4% và retinol, tôi có nên dùng theo hướng dẫn của hãng hay nên làm theo bác sĩ? Thứ nhất, cái hydroquinone 4% nó là một trong những sản phẩm tiêu chuẩn vàng trong điều trị nám, và nó sẽ được xếp là cái đầu bảng trong điều trị nám. Tuy nhiên bây giờ ở trên thế giới hydroquinone 4% nó có nguy cơ ung thư da, nên người ta không dùng cái hydroquinone 4% nữa, mà cái nồng độ của hydroquinone ấy, người ta có thể dùng ở cái nồng độ 2%. Thế là cô có thể là dùng cái hydroquinone 2% để mà điều trị nám nếu như cô bôi cái sản phẩm đấy. Cái thứ hai nữa là khi mà cô bôi cái hydroquinone kể cả 4% hay là 2% thì nó sẽ có một cái nhược điểm như này. Tức là cái thời gian bán thải của hydroquinone khi mà chúng ta bôi lên trên bề mặt da ấy. Tức là cái bản chất của hydroquinone khi mà chúng ta bôi trên bề mặt da là gì? Là chúng ta bôi lên trên bề mặt nám này này. Và khi nó bôi trên bề mặt nám ấy, nó sẽ ức chế tế bào melanin, nó không cho cái sắc tố nó sinh ra nữa. Nhưng mà khi mà chúng ta bôi lên trên bề mặt da này này, sau một thời gian thì cái khả năng ức chế nó sẽ không còn nữa. Tức là người ta gọi là cái thời gian bán thải ấy, là nó nằm ở trên da nó không còn tác dụng nữa. Và cái thời gian bán thải của hydroquinone nó rơi tầm khoảng cỡ 28 ngày, 28 cho đến 30 ngày. Tức là nếu như mà cô bôi trên bề mặt này, sau 28 ngày sau thì cái tác dụng của nó sẽ không còn nữa. Còn nếu như cái tác dụng nó không còn nữa mà cô đi ra nắng nó gặp cái tia UV một cái thì nó có nguy cơ nó bùng lại ngay lập tức.
Và rất là nhiều trường hợp, đặc biệt là một số các ngày xưa khi mà cháu bắt đầu cháu điều trị về cái hydroquinone cho khách hàng ấy, điều trị cực kỳ nhiều, và một số các tỉnh ví dụ như là Hà Tĩnh, Nghệ An tỷ lệ tăng sắc tố cực kỳ cao, bởi vì ở đấy nó nắng rất là nhiều và cái việc mà người ta dùng nó không theo cái đúng cái phác đồ. Nên là khi mà mình dùng ấy, thứ nhất là mình sẽ phải dùng cái đối với hydroquinone 2% ấy, người ta có thể là bôi trong vòng tầm 6 tháng và người ta sẽ bôi duy trì như thế, và cái giai đoạn sau người ta sẽ bôi cách ra chứ không phải là bôi liên tục nữa, bởi vì nó có cái nguy cơ một cái trong những cái tình trạng nó dẫn đến cái tình trạng kích ứng, đó là nó bong da, nó bong vảy ra, bong vảy đỏ da kích ứng da, đấy là một trong những cái nhược điểm của cái hydroquinone này. Thế thì để mà nói, thứ nhất là nếu như mà cô dùng ấy thì cô nên dùng cái loại 2% thì là tốt nhất, không nên dùng 4%. Còn cái thứ hai nữa là khi mà dùng ấy mình sẽ phải theo dõi nó và tránh cái việc mà nó tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ấy, bởi vì khi mà nó gặp nắng cái nó tăng sắc tố kinh lắm. Thì đấy là một lời khuyên, dùng cũng được chứ không phải là, nhưng mà không phải là 4%, nên dùng 2% thôi. Obagi nó có 2% đấy. Huyền Ngô, thầy ơi, chỗ thầy chữa thâm mụn và nám hết bao nhiêu tiền và bao nhiêu buổi ạ? Chịu không biết trả lời được câu hỏi như này, nó phải xem tình trạng nám như thế nào chứ. Tình trạng phải xem được cái tình trạng nó mới biết được là bao nhiêu buổi, thì từ bao nhiêu buổi nó mới ra bao nhiêu tiền. Có những ca nó rơi tầm khoảng cỡ 15 triệu, 20 triệu, 25 triệu, 30 triệu, nhưng tùy từng cái trường hợp. Nó phải xem là nó sẽ phải làm, có những cái trường hợp mình làm cả một năm trời cho người ta. Mỹ Duyên, Nguyễn Thị Mỹ Duyên, em dùng HA Nhật mỗi lần làm PRP em hoạt hóa được 4 ml huyết tương giàu tiểu cầu, thầy cho em xin tỷ lệ mix với ạ. 4 ml huyết tương giàu tiểu cầu. Vấn đề là em mix vào để làm gì nữa? Mix vào để tiêm, để mà tiêm căng bóng, mix vào để mà lăn kim, hay là mix vào để mà tiêm ở vùng bọng mắt? Thì mỗi một cái nó sẽ cho một cái tỷ lệ khác nhau, nhưng mà cái nồng độ mà mix vào ấy, sau đó thì nó lại phụ thuộc vào HA của em là nồng độ bao nhiêu phần trăm. HA nó sẽ có HA 2%, HA 3%, HA 8%. Thì khi mà cái câu hỏi này nó rất là khó, em có thể là comment lại câu hỏi, sau đó thì em sẽ trả lời. Bởi vì cái câu này, thứ nhất anh không biết được cái nồng độ HA của em là bao nhiêu phần trăm, cái thứ hai nữa là em dùng để em làm gì. Có thể đặt lại câu hỏi, lát nữa em sẽ trả lời sau. Tranexamic acid pha với nước muối tiêm truyền cũng được, mà pha với nước cất cũng được. 10 giờ 8 phút rồi, 7 phút nữa thôi. Chuẩn bị phải vào bế con rồi, nó khóc, nó kêu từ nãy trong rồi. Đâu, câu hỏi nằm đâu vậy? Đây rồi, đây rồi. Dr. Hoàng Long, thầy ơi, sau khi ly tâm PRP lần 2 huyết tương xuất hiện các giải trắng đục khi chưa hoạt hóa là gì? Thầy, nó là bạch cầu. Thầy làm video cách làm lăn kim, phi kim và tách sẹo trên khách thật đi ạ. Có một cái video về lăn kim ở trên YouTube ấy, em gõ trên YouTube ấy, lăn kim. Cái tách sẹo nó cũng có một cái, lên trên YouTube gõ từ lăn kim Dr. Ngọc hoặc là tách sẹo Dr. Ngọc. Cái tách sẹo thì có một cái video khác của bác sĩ Ninh là học viên của mình và bây giờ làm chính cho mình ở chỗ thẩm mỹ viện ấy. Thế thì bác sĩ Ninh cũng có một cái video nói về cái tách sẹo, thì em có thể là tham khảo cái đấy. Thầy ơi, 1 ml huyết tương sau khi ly tâm thì cho 3,4 mg canxi cộng để hoạt hóa phải không thầy? Nó tỷ lệ nó là 10%, tức là 1 ml thì nó là 0,1 ml, và nó sẽ phải là canxi cộng cộng với thrombin, và nó sẽ có cái sản phẩm nó chứa cả canxi cộng và thrombin chứ không phải một canxi cộng nó không đâu. Thanh Nhàn, Lý Thị, em ngưỡng mộ kiến thức chuyên sâu của thầy quá, hỏi từ đâu trả lời đến nó, không cần dở sách vở gì luôn, mong thầy có nhiều video hơn nữa. Ok, cảm ơn em. Thầy ơi, thầy đánh lại từ khóa để em tìm kiếm cách pha tranexamic acid trên PubMed được không ạ? Đây, chờ một phút. Treatment melasma, atermen melasma by tranexamic acid. Đấy, lên trên PubMed mà tìm cái từ đấy. Quyết sách chia sẻ cách chăm sóc da và các phương pháp điều trị nám tàn nhang nhé bác sĩ. Phương pháp chia sẻ chăm sóc da ấy, thế thì tất cả các học viên của mình đều có quyển sách đấy. Theo dõi trên Facebook, ví dụ như là của chị Hiền này, chị Hiền là một trong những học viên của mình. Nguyễn Thị Huyền là lúc nãy vừa comment trên kia này, chị có quyển sách về chăm sóc da này. Quyển sách về mụn thì có hai học viên đều ra sách rồi. Nám tàn nhang thì chắc là mình sẽ viết. Những cái quyển sách về chăm sóc da thì thường mình sẽ hướng dẫn cho mấy bạn học viên viết. Sắp tới thì các bạn đấy cũng sẽ là, sau khi ra sách xong rồi các bạn cũng sẽ là tặng sách cho mọi người đấy.
thì khả năng mình sẽ chia sẻ cái bài tặng sách lên trên cái trang của mình, mọi người cũng có thể là vào trong đấy mọi người nhận sách từ các bạn đấy. Hằng Nguyễn, thầy cho em hỏi, em chấm tàn nhang bằng tia chê bong ra bị thâm là tại sao? Là bị tăng sắc tố chứ làm sao nữa? Bây giờ làm gì, đừng có chấm bằng tia, tia nó dễ bị tăng sắc tố lắm. Dùng cái phương pháp khác đi, đừng có chấm tia vào tiểu trì tàn nhang. Bây giờ thì phải xử lý của cái tăng sắc tố thôi, cho lăn kim điều trị tăng sắc tố. Thầy ơi, làm sẹo áp dụng PRP có cần bắt buộc nhất thiết buộc phải tiêm dưới sẹo không ạ? Nếu không tiêm thì có ảnh hưởng tới kết quả không ạ? Cái việc mà chúng ta tiêm ấy thì nó sẽ đưa cái chất tăng trưởng vào cái vị trí sẹo đấy nó nhiều nhất có thể, và khi nó nhiều nhất thì nó hiệu quả nó cao nhất thôi. Thì không tiêm thì hiệu quả nó sẽ kém hơn, nó vẫn có hiệu quả nhưng mà nó sẽ kém hơn. Tiêm thì nó hiệu quả nó sẽ cao hơn. Anh ơi cho em hỏi, lăn kim thì mụn đầu đen và mụn cám có hết không ạ? Lăn kim mụn đầu đen và mụn cám à? Nó hết nhưng mà sau nó bị lại. Bởi vì mình sẽ phải hiểu được bản chất của mụn đầu đen là gì. Mụn đầu đen là do cái tuyến bã nó sinh ra, và khi mà nó sinh ra xong nó thì nó gặp với cái oxy ở cái ngoài môi trường ấy, nó sẽ bị oxy hóa cái dầu đấy, nó hình thành cái mụn đầu đen. Thì để mà điều trị đối với mụn đầu đen ấy thì lại không phải là lăn kim, mà chúng ta thường như cái đấy chúng ta có thể là sử dụng những cái phương pháp là tẩy da chết hoặc là peel da thì nó sẽ hiệu quả hơn. Khi mà chúng ta cứ làm liên tục, chúng ta rửa mặt, chúng ta tẩy da chết hàng hàng ngày hàng tuần ấy, thì nó không kịp bị oxy hóa thì nó không còn đen nữa, thì nó sẽ không xuất hiện. Chứ còn bây giờ mà chúng ta cứ để lâu ngày ấy, thì kiểu gì nó cũng sẽ bị lại, bởi vì bản chất của nó không phải do vi khuẩn mà do cái tuyến bã nó bị oxy hóa thôi. Hương Nguyễn, nếu như bắn nám bằng laser thì điểm cuối lâm sàng là như thế nào ạ? Thầy chịu hỏi câu này rất là khó, bởi vì thứ nhất là bắn theo kiểu bao nhiêu lâu một lần, bắn theo kiểu một tuần một lần, hai tuần một lần, hay là một tháng một lần thì nó sẽ ra một cái điểm cuối lâm sàng khác. Cái thứ hai nữa là bắn nám chân sâu hay là bắn nám nông, nó sẽ ra một điểm cuối lâm sàng khác. Cái câu hỏi này cực kỳ khó trả lời luôn. Thảo Nguyên, anh ơi em muốn giảm cân đầu nhá. Ơ cái câu hỏi của Thảo Nguyên vừa nó bị trượt đâu ta? Em muốn cảm nhận, anh tư vấn cho em với ạ, anh có nhóm nào về giảm cân không? À, giảm cân khoa học, cái nhóm giảm cân khoa học, à, chờ một tí nữa mình sẽ copy cái đây, mình sẽ copy cái đường link vào trong này luôn, à, để mọi người có thể tham gia cái nhóm đấy. Đấy, vào trong cái nhóm giảm cân khoa học này, mình vừa mới thả cái đường link vào trong đấy, em có thể là vào trong đấy em tham gia, xong đó thì em sẽ add em vào trong đấy. Thế thì em làm theo những cái gì mà anh hướng dẫn ở trong đấy thì em sẽ giảm cân được. Nhìn đến này, 10 cân, 12 cân thì sáng vừa có một cái chỉ số đâu rồi, không biết nó nằm đâu ấy, vừa mới đi đo lại, cái tỷ lệ mỡ của mình nó giảm từ 21,5% nó còn 10,5%. Hiệu quả cực kỳ cao. Mụn đầu đen, ok. Mặt gầy muốn nâng cơ mặt trẻ hóa da bằng công nghệ nào? Mặt gầy thì làm cho nó căng lên, có thể là dùng cái PRP hoặc là tiêm HA, tiêm căng bóng thì nó sẽ tăng lên. Chết rồi, bị vợ nhắc rồi, đến giờ phải bế con rồi. Thế ơi, giờ trên thị trường quảng cáo nhiều loại thải độc corticoid hoặc thải độc chỉ thủy ngân, liệu có không đúng nha? Thế ơi, quyển sách về điểm cuối lâm sàng của thầy viết ở đâu? Không có đâu em ơi, cái đấy nó phải thực tế, chỉ viết sách nó rất là khó để mà hình dung. Huy Duyên, thầy ơi cho em không có thời gian để đi học, em muốn học khóa online. Ok, em inbox với anh ở trên cái nhóm page Dr. Ngọc ấy, thì vào trong nhóm đấy để học. Ok, chắc là chúng ta sẽ kết thúc lại đây thôi, hơn một tiếng rồi, bây giờ phải vào bế con đây. Chào mọi người nha, mọi người có câu hỏi thì mọi người cứ đặt câu hỏi tiếp, đăng ký cái kênh này, xong đó thì thỉnh thoảng mình sẽ lên trên này mình sẽ chia sẻ cho mọi người, chúng ta có câu hỏi nào chúng ta sẽ đặt câu hỏi. Chào mọi người và chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ. Ok, bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để nhận thêm những kiến thức mới nhất từ Dr. Ngọc, các bạn có thể kích vào hình tròn ở giữa. Các bạn cũng có thể là xem thêm một số video của Dr. Ngọc ở bên trái cũng như bên phải trên màn hình của chúng ta.